Rồi, ok, em hỏi nha. Sơn, hồi lúc trước mình làm, hồi sớm mình làm á, 2 tấm trước thì cái focus nó lại short, anh nhớ không? Anh làm nó Ừ. ở sau cái tấm này sao nó bị 2 tấm trước cái focus nó lại sharp. nó quá short đi á. Còn cái tấm chót này á thì nó lại bị noise. Cho anh nghĩ là cái problem là có thể bị Không, cái này cái cũng vẫn bị focus. out chút Cái này nó xíu. cũng vẫn bị out. Cái này Có nghĩa out. là nguyên cái lens của em nó đang bị cái problem, nếu mà anh đoán là nó đang bị cái problem là micro adjust đó. Đúng Có rồi, nghĩa đúng rồi. là cái lens của em ấy nó chưa có được sharp giống như là cần phải sharp. Ví dụ như mình nhìn như mình tưởng sharp mà thật sự nó chưa sharp. Nó Yeah. chưa sharp, nó có thể sharp hơn. Nó có thể là front focus hoặc back focus Ừ, nó có thể đó là là cái front trường hợp. focus hoặc back focus đó. À, em nói đúng rồi, Vũ nói đúng Tại á. hồi xưa đó em có xài Canon nhiều em biết cái trường hợp đó, tại vì thời gian cái vấn đề cái lens nó là mechanical, Nó bị part thì khi nó moving á thì một thời gian nó sẽ bị lag, out. nó sẽ bị out, nó Dạ, drop thì bởi vì lý màng do tại gì sao mà mỗi năm á mình phải gửi cái lens tới thằng Canon manufacturer để nó calibrate calibrate cho là mình. calibrate cho mình. Mình mở cái membership á thì nó chặt tiền một cái số tiền đó, nhưng mà mỗi năm mình cứ gửi cho nó calibrate, nó calibrate theo cái manufacturer đó thì nó guarantee là nó nằm trong cái đó. Nhưng mà bây giờ Nhưng mà cái mình có máy mình máy nó rồi thì cho mình mình tự luôn xài. mình tự calibrate Dạ, nhà, thì đỡ tốn tiền hơn. đỡ tốn tiền hơn. Đó thì anh nghĩ là một là cái lens của em lâu quá rồi, hai nữa là cái lens em bị rớt. Nhiều khi mình bị rớt xuống Bị đất rớt á là thì ở nó trong dính đó cái mechanical nó lung lay rồi, mà nó chỉ cần out jam một chút xíu thôi là cái lens nó bị mất focus. Mình tưởng mình nhìn là mình tưởng focus nhưng mà thật sự nó không không nha. có nó không có focus. Sony 6.3 thì nó nằm chỗ nào anh? Nằm trong menu á, bây giờ anh hỏi cũng không biết, nằm trong À, menu không nằm được, nó nghĩa là nó có nó có, phải nó gọi không là, nhưng mà anh đâu cần, anh đâu có cái lens nào out of focus đâu mà anh vô đó làm chi. anh? Hồi trước chưa biết, tưởng là muốn không Ok, gặp anh mà nó bị anh hỏi dính trước với rồi, em tôi nên bảo anh đảm làm đỡ. sao anh quên à, khi nào anh có problem anh hỏi thì mới. Nếu mà khi nào mình chụp mình thấy thì mới cần chỉnh, còn Chứ không thì không đúng nên rồi, chỉnh. những cái chuyện đó là những cái chuyện mình không cần phải hiểu, mình không cần phải nhớ làm chi cho nó mệt. Khi nào mình đụng chuyện mình mới cần. Nếu mà muốn không gặp anh là biết đường mòn không. how Ý là anh muốn bỏ lớp đó. à ý muốn à, muốn ý là anh nói là tuần muốn sau là tuần muốn không rời gặp xa anh trước nữa. á. Rời xa Ok, bây sớm. giờ mình SDR hả? hả HDR HDR đi ha. Rồi ok, tuần vừa rồi á Peter đi chụp nhà thờ nhà thờ, rồi Peter sẽ làm một tấm hình HDR. vậy tuần sau anh làm black and white ha. Giờ tuần sau mình làm red and white Dạ, nha. tại Rồi cần cần ok biết ok cái black and khi white nào mới tuần là sau setup là studio, studio. thôi tuần tuần tới sau luôn đi. à, tuần Đấy tới đi rồi, tuần black tới and mình white tới với mình lại studio cũng được. bây giờ như vậy đi, tuần Tuần tới tới là á, chương trình studio. là một á, là mình làm ấy làm ấy trắng đen. Dạ. Hai nữa là nếu mà Peter có đủ đồ về kịp á thì mình setup studio. Hấp háp háp không biết kịp không? Tham quá. Cái này muốn nữa. mở Tham đi, muốn studio. mở studio liền đi sao, tham quá. Không, ta có đủ nghề rồi, giờ cần setup thôi. Xong rồi khi mà setup xong á là mình có thể chụp headshot trắng đen luôn. Wow, Dạ. cái Tại vì em cần biết cái trắng đen rất là khó. Đúng, headshot trắng đen luôn. Trên máy luôn. Không bỏ vô đây. Hoặc là nếu có thì giờ bỏ vô đây mà trên máy là trắng đen luôn. Ok, thì cái đó mình play by ear đi ha. Chứ bây giờ chưa quyết định được. Thì priority là trắng đen đi. Priority Tại là trắng vì đen là những cái basic trước, biết trước, còn cái còn đồ đạc của cái studio là cũng phải tùy theo về dạ đúng hay rồi, không cứ về nữa. priority là mình có cái gì mình xài là mình xài trắng Ok. đen trước đó. Tại cái trắng đen nhiều khi bây giờ vẫn chưa hiểu được cái rõ thế nào là trắng đen cái trắng Studio đen. còn thiếu gì nữa Peter? Cái studio thì cái lens thì order rồi. Lens thì không thành vấn đề. Cái studio thì thiếu một cái flash nữa. Thật sự thì Peter sẽ order. Còn nếu mà không thì tuần sau á, Du cầm cái flash point của Du ra. Là mình có 2 cái. Ok rồi, Không, ok. giống như 2 cái softbox thì Peter có rồi. Vậy được rồi, tuần sau là có rồi. không, nửa buổi đầu á Không thiếu gì hết. anh dạy studio, nửa buổi sau black and white. Anh No, mình dạy black and white trước, sau đó mình mới làm studio, mình chụp thử. để coi black Tham dễ sợ luôn. and white nó như thế nào. Ổn tu ti đi, ổn tu ti đi, ổn tu ti. Không, Thôi, nhường đúng không? nhường Hiểu cho không? Mình phải chụp, mình hiểu cái black and white xong rồi khi mình biết chụp cái hình mình biết à đây cái black and white này nó đúng hay không thì cái đó nó mới mới mo mình hiểu mo để xem deep về cái black and Ok. white. Tại cái chụp hình mà portray á, cái black and white nó rất quan trọng nha, đẹp. Ok, tuần vừa rồi mình đi mình làm một cái hình HDR nhé. Yeah. Rồi HDR của cái nhà thờ đi. Rồi ok, đây đây là cái
đây là cái sản phẩm cuối cùng của SGA. Dạ, nhìn vô là biết SGA. Ok, mình sẽ làm ra được cái hình này. Thì trong cái hình SGA nó như thế nào? Mình nhìn cái hình SGA mình sẽ biết liền. Contrast. Máy có chạy không? Có. Nếu mà thông thường á, mà mình đi vô một cái chỗ nào đó, một cái museum, một cái nhà thờ, một cái chùa, thì lúc nào nó cũng tối đúng không? Yeah. Và lúc nào nó cũng sẽ có ánh sáng ở ngoài. Ok. Nhưng mà trong nhà thờ nó có cái hay là nó có những cái stained glass window, nó có ánh sáng cửa sổ, nhưng mà trên cái cửa sổ này lại có những cái ảnh ha. Thì nếu mà mình không chụp HDR thì cái ảnh này á, một là cái này nó đẹp thì tất cả mọi thứ đây nó đen thui à. Hai là ở trong mà đẹp thì ở đây nó gì? Sáng, trắng chân à. Trắng. Ok. Trắng. Ví dụ như các bạn coi. 1 2 3. Đó. Khi mà mình đi vô nhà thờ mình chụp, nếu mà mình chụp một tấm thì thông thường nó ra như vậy. Hai nữa là nó ra như vậy, ba nó ra như vậy, không có tấm nào hoàn hảo hết. Nhưng mà ngày hôm đó Peter vô, Peter set up cái máy của Peter là Peter chụp bấm một cò một lần thôi, mà nó chụp ra ba tấm. Ha, ba tấm kịch automatically. Kịch. Ba tấm này nó khác nhau cái gì? Hai khẩu. Hai khẩu ánh sáng. Mình exposure mình set ở trên cái máy của mình rồi, mình chụp kịch nó sẽ ba khẩu. Thì khi mà mình đi chụp bất cứ chỗ nào mà mình cần chụp HDR, mình chỉ chuyển qua HDR mình chụp là như vậy. Thì khi mà mình về như vậy á, là mình sẽ dùng cái software Lightroom để mình ráp nó thành HDR. Ok. Còn nếu không á, mình sẽ không có được một cái hình hoàn hảo để mà mình làm. Ok. Thì đây là ba cái hình. Ok. Mình chọn nó. Khi mà mình chụp về là mình chọn nó. Ok. Để làm ba cái hình này đi, tại ba cái hình này chưa làm. Nó cũng giống vậy thôi. Nè, 1 nè. 2 nè. 3 nè. Thấy không? Không nhúc nhích. Thấy ba cái hình không nhúc nhích không? Khi anh set như vậy, anh set một cái là right đúng exposure, sau đó một cái là under exposure, một cái over exposure không, hay là không? Ở trên cái máy của mình á, ở trong cái chỗ mà menu của mình á, là mình set là cho tôi chụp ba tấm hình cộng trừ hai khẩu. Ok. Hoặc là trên máy Canon, Nikon gì đó, nó cho mình nhiều chọn lắm, chụp 5 tấm hình cũng có nữa, chụp 5 tấm hình cách nhau một khẩu, chụp 7 tấm hình cách nhau hai khẩu tùy. Nhưng mà Peter chụp là lúc nào cũng là trong cái máy mình chọn chụp 3 tấm hình cách nhau trừ 2. Thì cái máy nó hiểu rồi, mình không set gì hết. Xong rồi mình để lên mình chụp như bình thường. Thì khi mà mình chụp như bình thường mình bấm, nó sẽ kêu tạch tạch tạch. Và khi mà mình chụp như vậy mình cầm cái tay mình cho nó cứng ha, cạch cạch cạch. Và nếu nó có nhúc nhích gì tí xíu thì cái software nó lo hết. Ok. Nhưng mà rồi à, hồi nãy Nico hỏi là mình chụp cái này chụp bằng tay hay chụp bằng chân. Thật sự mà nói á, Peter chụp HDR thì xưa giờ là toàn là bằng tay hết. Chụp bằng chân á, nó bị khó khăn cái là mình đi vô trong chùa, trong nhà thờ không cho. Nó không cho. Thứ hai nữa là mình sẽ rất vậy á, người ta đi qua đi vô mình cũng ngại lắm. Chụp bằng tay mình phải tập cho chụp bằng tay, mình chụp bằng tay riết mình quen. Peter chụp bằng tay. Và thứ hai nữa là những cái software bây giờ nó thông minh, là nếu mà mình có lung lay một chút xíu á, cái software nó ráp lát nữa Peter sẽ hướng dẫn cái chỗ mà để mà mình tiếng Mỹ nó gọi là ghosting á. Thì như các bạn thấy là tấm 1 nè, tấm 2 nè, lúc nào trên cái máy mình set á, tấm 1 là tấm exposure bình thường. Nếu mà mình không chụp HDR là cái tấm hình mình nó như vậy thôi, một tấm. Ok. Một tấm y chang vậy. Về rồi mình phải làm sáng chỗ này, tối chỗ kia, nhưng mà sẽ không đẹp. Ok. Tấm đầu tiên nó sẽ là cái tấm natural, normal. Tấm thứ hai là cái tấm trừ hai khẩu nè. Và các bạn thấy là nó không nhúc nhích đúng không? Tại vì chụp rất là nhanh. Nè, 1, 2 nè, thấy không? Không có gì nhúc nhích hết. Tấm thứ ba là tấm cộng hai khẩu. Ok. 1, 2, 3. Thì để trên cái histogram á, thấy cái histogram nó mua. Cái underscore, cái yeah. Overscore. Nè, yeah. Cái này normal nè. Normal là histogram đẹp nè. Yeah. Under nè, là histogram nó dồn qua bên này. Mình chụp under như vậy để chi? Mấy cái này nó đẹp nè, thấy mấy cái này đẹp không? Nổi đi theo. Nó nổi đi theo không? Nè, đẹp phải không? Nhưng mà nguyên cái nhà thờ to mà. Mình lấy cái hình này để cho nó ráp những cái đẹp này vô.
xong rồi cái tấm này là cái tấm mà histogram nó dồn bên kia rồi, để chi nó sáng những cái chỗ này, cái shadow, những cái chỗ trong này hồi nãy mình không thấy nè, nguyên cái này đang thui à, thấy không còn mấy cái chỗ này nó blown out, cho nó blown out luôn nè. Nhìn kỹ nha, cái hình này là một nè, normal nè, cái hình này á là để lấy những cái đẹp của cái chỗ sáng, thì dĩ nhiên là những chỗ kia tối om. Cái hình này là để lấy những cái chỗ đẹp trong phần tối, còn những chỗ sáng này là mình không care, tại nó có cái hình kia để nó cứu rồi. Rồi bây giờ mình lấy ba cái hình này mình ráp vô, 1, 2, 3. Trước khi ráp á là thông thường á Peter hay cho nó một cái màu để cho mình hiểu là một lô đi. Ba cái hình này là ba cái hình đi đôi với nhau, hiểu không? Một set với nhau. À, một set với nhau, còn ba cái hình này là ba cái hình màu hồng để mình biết ha, mai mốt mình trở lại ha. Đây là cái cách là mình filter set, thì ba cái hình này là ba cái hình đi đôi với nhau, đi cặp ba với nhau. Rồi mình chọn nó xong rồi mình bấm con phải là nó có ba cách làm HDR là, nhưng mà hôm nay Peter hướng dẫn trước một cách đi, rồi mình rảnh mình làm cái cách thứ hai. Mình vô mình bấm con chuột phải, ok, và mình vô cái nó gọi là photo merge. Cái này nó chỉ có trong cái Lightroom sau này thôi nha, ai mà có Lightroom mới ở trên mạng, ai mà có Lightroom cũ là không có cái đó thì phải upgrade. Cũ là version mấy? Version 5 hay gì đó 5. Là không có, nhưng mà version 6 cho đi hình như nó có. Ok, thì mình sẽ vô photo merge và mình sẽ chọn HDR. Ok, máy nó sẽ chạy, bắt đầu là nó đang create cho mình á. Đợi chút, nó đang create. Hồi xưa giờ là Peter làm rồi, HDR cũng rất là nhiều. Lúc mà nó chưa có cái này ở trong cái Lightroom này thì Peter phải chạy nhảy qua Photoshop để Peter ráp HDR, hoặc là Peter vô cái nó gọi là Photomatic hoặc là Silver Effects Pro. Ok. Nhưng mà bây giờ cái thằng Lightroom nó build in sẵn rồi. Rất là hay. Trong option anh có để medium, high, low. Có anh, từ từ mình sẽ chọn. Nó chưa cho mình chọn. Khi nào nó lên cái hình này á, cái hình này là cái hình là cái system nó đang ráp cho mình rồi đó. Ok. Dựa ở trên ba cái hình kia nó ráp rồi đó. Ok. Thì ở trên này nó cho mình chọn nè, auto align. Có nghĩa là automatic, nếu mà mình chụp mà hơi rung á thì nó align. Yes, mình lúc nào mình cũng auto align hết. Auto tone này nó là cái gì? Nếu mà Peter tắt nó đi thì cái hình nó sẽ đen thôi à. Auto tone là cái system nó automatically nó tone rồi sau đó mình chỉnh nữa. Thì lúc nào Peter cũng để auto tone. Ok, rồi lát nữa mình sẽ chỉnh sau. Cái deghosting này là cái mà nếu mà lúc mà mình chụp mà mình coi lại ba cái hình, mà mình coi ba cái hình mà nó có nhúc nhích á thì mình chọn nên low, medium hay high. Peter cứ chọn medium là thông thường là Peter thấy nó good. Nhưng mà nếu mà mình thấy ba cái hình nó nhích nhiều quá đó thì mình chọn high. Ok. Nhưng mà như cái hình này là Peter chọn medium. Ok. Còn cái chữ slow deghost overlay có nghĩa là show, có nghĩa là cho tôi thấy. Show. Ok. Oh, cho thấy cái chỗ overlay của deghost. Nó cho thấy cái mấy. Nó cho thấy cái chỗ, nhưng mà cái hình này nó mình không thấy nhiều là tại vì lúc mà Peter chụp cái hình này là Peter đã chụp cứng rồi. Oh, okay. Còn nếu mà cái hình mà view mà nhúc nhích nhiều á, view bấm cái đó view sẽ thấy. Thấy cái bóng. Ok. Còn bây giờ Peter bấm á view không thấy là tại vì Peter chụp nó đã thẳng cứng rồi. Ok. Nhưng mà cứ để show overlay thì cũng chẳng sao. Rồi, khi mà mình chọn cái này hết rồi ha, thì mình bấm merge. Nó sẽ cho mình một cái file. Mà cái file này là cái file rất là lớn. Đó, bây giờ nó chạy nè. Và nó sẽ cho một cái file rớt vào đây mà cũng là màu xanh luôn. Để cho mình biết là cái hình đó là tạo ra từ ba cái màu xanh này. Rớt vào đó coi như nó thành bốn hình phải không anh? Đúng. Nó thành bốn hình. Anh đợi một chút, nó đang create nè. Tại vì nó creating này á, là cái thuật toán ở trong máy nó làm một cái việc rất là complicated. Để cho nó tạo, nó phải lấy cái chỗ này, nó đắp chỗ kia, nó làm hết cho mình. Đúng nó rồi. Lấy cái chỗ sáng, nó dùng cái chỗ sáng đẹp nhất, và nó lấy cái chỗ tối đẹp nhất, rồi nó lấy
nó làm hết tất cả những cái gì đẹp cho mình sẵn. Đó, nó ra ra cái hình thứ tư ra, anh thấy không? Giống như đang chơi puzzle. Nó đang chơi puzzle, nó ra cái hình thứ tư nè. Rồi từ cái hình thứ tư này đó, mình mới bắt đầu mình xào nấu tiếp. Tại vì trong cái hình thứ tư này nè, là cái hình nó rất là bự. Nó bự hơn cái hình bình thường. Tuy nhiên nó chưa có đẹp liền. Nhưng khi cái hình mà nó create đó cho anh cái đó đó, nó là cái hình là DNG. JPEG file. Oh, DNG. DNG. Và cái hay của nó là nó giữ lại tất cả, nó giống như cái RAW. Nó tạo cho mình một cái hình RAW. Mà nó lên tới bao nhiêu megapixel lên? Nó lên rất là lớn. Yeah. Ok. Yeah. Muốn biết bao nhiêu thì dễ thôi. Mình show in... Property. Show in Finder nè. Ok. Đây là cái hình mình nó tạo cho mình tới 173 mét lận. Wow. Gấp tới. Lý do tại sao? 4 lần một hình thôi. Nó ghép 3 tấm đó lại, nó giữ hết những cái detail đó. Exactly. Nó ghép 3 tấm đó lại, nó giữ hết tất cả detail mà nó lại tăng cái bit nó lên 32. Thay vì 16 bit. More detail. Cho nên á bây giờ á mình chỉnh sửa trên cái hình này á là mình chỉnh rất là nhiều mà không bị hư hình. Một trong những cái độc đáo của HDR là video có thể kéo sáng, có thể kéo tối mà hình nó không bị hư, không bị rạn, không bị noise. Tại vì á, cái file này bây giờ nó tới 173 mét lận. Mà nó là cái dạng DNG, là dạng RAW luôn. Cái đó mới là cái độc đáo. Hồi xưa là nó ráp cho mình một cái file JPEG hoặc TIFF thôi. Còn mình không có dùng được cái gì khác. Bây giờ cái hình này nó giống như là cái hình RAW. Ok. Thì bây giờ mình trở lại. Đây là cái hình của nó. Ok. Và nó đây, DNG. Và nó RAW. Có nghĩa là mình vô develop, mình vẫn có thể chọn tất cả những camera calibration vẫn còn nguyên đó. Tại vì nó là RAW, nó là DNG, nó là RAW. Mình có thể lens correction như bình thường, nó giữ hết và nó chỉnh luôn cho mình. Ok. Tại vì nó là RAW. Và một cái hay nữa là như mình nhìn đây, như thấy những cái này không, nó nhích tới nhích lui không? Nó đã chỉnh cho mình rồi. Tại vì sao? Autotone. Hồi nãy mình dùng autotone. Nếu mà mình không dùng autotone nó thì cái này nó thẳng, đúng không? Nếu mà tôi trả hết cái này trở lại thì cũng giống như là nãy mình không dùng autotone. Nhưng mà mình dùng autotone thì nó làm sẵn cho mình. Tuy nhiên nó làm sẵn vậy mà mình vẫn có thể chữa lại mình theo ý mình. Ok. Nhưng mà đây là Peter cho thấy là đây là những cái mà nó đã autotone cho mình. Nhưng mà autotone nó cũng chưa phải là cái mà mình thích. Mình cứ cho nó autotone đi, rồi từ đó mình fine tune lại. Nhưng mà cái mà Peter muốn cho các bạn xem á là ở ngay cái exposure nè. Nếu mà Peter kéo á, các bạn thấy Peter kéo qua tới số mấy? 10. Tới số 10. Có nghĩa là Peter có thể tăng 10 khẩu độ thành cái hình trắng luôn. Hai nữa là Peter giảm 10 khẩu độ. Anh thôi. Có nghĩa là trong cái file này nó bự hơn cái file bình thường. Vậy là cái dynamic range nó. Exactly. Oh. Cái dynamic range của cái hình này nó giống như là một cái hình medium format, large format vậy đó. Ok. Để minh chứng lại cho các bạn coi. Để trở lại cái này autotone. Ok. Nếu mà mình nhìn cái hình bình thường, đây là cái hình bình thường. Ha, cái hình raw bình thường. Thì mình có exposure nó không exposure, lên không? Đó, lên nó chỉ 5. Lên có 5 mà. Thấy không? Nó khác. Tại vì sao? Cái này nó có 16 bit à. Cái hình kia tới 32 bit lận. Và vì mình lên được nhiều như vậy á, mình chỉnh cái độ mà chỉnh của mình á, cái độ màu sắc của mình á, nó nhiều hơn. Và mình chỉnh nó đẹp hơn. Và mình in nó đã hơn. Cái này lên có 5 mà. Và xuống cũng có 5 mà. Còn chạy không em? Còn. Như nè. Vậy thì thông thường một cái hình... Nè, xuống có 5 mà. Lên có 5 mà. Ok rồi, em nói đi. Một cái hình mà HDR như mà anh muốn chỉnh được mà nó giống như gọi là real á, thì anh có nhiều data anh đo thì nó better hơn một cái hình basic mình chụp. Cũng nhiều hơn chứ. Dạ, nhiều hơn chứ. Bây giờ, thật sự á, làm cái kiểu này anh chỉnh thành HDR mà theo cái kiểu realistic á, nó không có bị mà ấy á, vẫn được, vẫn đẹp.
Yeah. Nhưng mà đó, bây giờ mình chỉnh cái hình nè. Ok, dựa trên cái file rất là lớn nè. Ok. Thì Peter sẽ dùng những cái hình này là Peter hay thích dùng màu nó là màu landscape đi cho nó rực rỡ một chút. Không, để vivid. Vivid. Không, lát nữa vivid thì vivid thì đây. Cũng cast cái màu vàng. Nó cast cái màu vàng. Yeah. Thôi, mình không dùng gì hết, cứ để nguyên vậy. Standard. Cái này ok. Transform mình cũng có thể, cái này rất là hay. Cái transform này mình bấm auto, nó sẽ chỉnh cho mình coi thử. Thấy không? Guided, nó thẳng cái nhà thờ lên một chút. Như vậy là nó chỉnh cái lên đúng level. Nó chỉnh cái nó gọi là nó thẳng cái hình hơn nè. Nếu mà Peter off nè, thấy không? Cái này level nó thẳng hơn chút. Thứ hai nữa là Peter muốn, dĩ nhiên là cái này là mình chụp wide angle, mình chụp lên rồi hai cái cột này lúc nào nó cũng phải sẽ méo vô, nhưng mà mình cũng có cơ hội để cho nó thẳng chút. Ok, thì trong cái cơ hội này Peter sẽ cho nó thẳng chút bằng cách là vertical, thẳng chút, thấy không? Thẳng chút. Ok, và mình bấm cái này là nó tự nó crop luôn. Ok, xong rồi cái hình này nó hơi méo, thấy không? Hơi méo thì giờ Peter sẽ crop, dùng cái dưới đây nè, dùng này trong hình thẳng nè, thấy không? Ok. Rồi, bây giờ hàng này, hôm đó Peter nhớ là Peter đứng ngay đây chưa có chính diện, là tại vì kế bên Peter có hai ông Mỹ bự quá. Mà mình đâu có nói please can I không, mình đuổi gọi ông kỳ quá. Cho nên nếu mà đúng ra là Peter phải đứng thẳng, mà nếu mà Peter đứng thẳng thì là cái hình nó cân hơn. Như cái hình này của Peter nó cân hơn, nhưng mà tại Peter đang làm hai cái hình khác, không? Như cái hình này là lúc đó là Peter là bước qua là cái hình nó cân hơn. Này, như cái hình này. Thấy không, nó cân hơn. Không, nhưng mà giờ Peter đang làm cái hình này cho mình coi thì nó hơi méo, thì bây giờ mình crop cho nó cân vậy thôi, đại khái vậy để cho nó hình nó đẹp. Ok, mình đang làm ở trên cái hình thật sự là cái mẫu ba này đáng lẽ là Peter delete rồi, tại vì Peter đã có cái hình đẹp kia rồi. Ok rồi, bắt đầu bây giờ mình làm những cái công việc mình hay làm, lấy phần đen, lấy phần trắng. Và khi mà Peter làm giờ là các bạn thấy là Peter mạnh tay nó, rất là mạnh tay nó mà vẫn không sao. Nè, kéo cái này lên nè, kéo này xuống nè, nó ảnh hưởng mà cái hình nó không bị rạn, không bị hư, là tại vì trong cái hình này bây giờ mình có data rất là nhiều. Ok, ấm lên. Ok, mình có thể hình architecture thì mình clarity một chút, mình vibrant một chút, bớt cái này một chút. Đó, ok, tone curve. Tới cái đoạn này là mình chỉnh cái hình mình, nó giống như là mình chỉnh cái hình bình thường của mình thôi. Ok, và mình có thể dùng cái cọ. Ok, mình đi những cái chỗ cần thiết. Và khi mà mình làm như vậy là tại vì ở trong này bây giờ nó đang có rất là nhiều data để mà mình làm, mà mình không có sợ nó bị hư. Nếu mà mình không có làm HDR, mình muốn tô cái tượng Đức Mẹ này hay là tượng Chúa Giêsu này lên á, nó sẽ bị rạn. Nhưng mà trong cái này là Peter có thể tô thoải mái. Thấy không? Đây là cái vòm này, Peter muốn tô cái vòm này cũng được. Tại vì trong cái vòm này bây giờ nó là detail rất là nhiều. Nếu mà mình chụp mà mình không chụp HDR thì trong cái vòm này bây giờ Peter tô nó sẽ hư liền. Đó, thấy không? Peter có thể làm cho nó đẹp những cái chỗ mà đây, tại vì bây giờ là cái file này của mình là giống như là một cái file raw rất là đẹp. Ok, Peter sẽ làm cái này clarity ngay cái chỗ này, nhà thờ này ngay cái chỗ này đẹp nè, ngay cái khúc này đẹp nè, tại nó là vàng mà, mình cho nó ẩn lên. Có nghĩa là khi mà mình tạo cái HDR, một cái file HDR là mình tạo ra một cái file nó có rất là nhiều chi tiết để mà mình làm việc. Mà cái chi tiết đó nó nằm ở trong cái file mà mình làm. Giống như ở đây là nó hơi bị sáng nè, thì giờ mình làm tối lại chút. Yeah. Mà nó không bị hư cái hình. Peter thích làm HDR mà nó không có bị, mà giống như là nhìn nó quá HDR. Dĩ nhiên, dĩ nhiên là mình muốn làm HDR mạnh nữa cũng được chứ không phải là không. Ok,
đó, và đi theo là mình lấy nét, ok, mà mình masking nó giống như là Peter nói, mình chỉ có lấy nét, mình chỉ cho nó nét cái chỗ cần thiết thôi, đó, before after, ok. Mà nếu mà mình không có một cái file HDR thì tất cả những cái chỗ mà mình làm, dĩ nhiên là cái này là Peter có thể ngồi bỏ thêm khoảng chừng 15 phút để làm cho đẹp nữa, nhưng trong lớp này mình không có thời giờ, nhưng mà có thời giờ để làm cho đẹp hơn nữa, thấy không? Nhưng mà với HDR là mình có thể có một cái hình rất là chi tiết, ví dụ như bây giờ cái hình này Peter zoom vô rất là chi tiết, đó thấy không, rất là chi tiết, đó là Peter zoom nhiều quá. Nhưng mà cái hình này á là nó không đẹp bằng cái hình kia, không đẹp bằng cái hình này. Hình như thấy nó có vẻ noi hay là gạch gì anh? Nó noi là tại vì nó tới 3002, ISO nó 3002. Với lại cái này cũng là cái gạch nữa, cái gạch không phải là gạch bóng, này là gạch nó cũng ấy nữa, gạch rõ mà, gạch noi mà. Nhưng mà với cái hình HDR, với cái hình HDR mà ở trong cái khung cảnh như vậy là đẹp, là đẹp đó. Cái tấm này xong rồi anh C nó là dạng JPEG coi thử cái thước nó lớn không anh? Nếu mà mình C là JPEG mà đem đi in nó sẽ lớn. Nó lớn quá thì anh đem ra Costco nó chạy luôn. Vẫn chạy. Tại vì mấy chục megabyte vẫn chạy. Anh lên mà tới khoảng 100 megabyte rồi sao mà máy Costco nó nhận ra để mình làm. Mình đã chỉnh trong đó. Đem ra một Costco đem mấy chục gigabyte là máy nó không nhận, nó không có chỗ nó chứa là nó chạy hết. Đâu rồi? Gửi trên online. Đừng dùng computer, trên login như online xong gửi. 3.7 mét à? Tại vì lúc mà anh export ra JPEG nó nhỏ. Lại. Compress lại. Ok. Ok. Để Peter làm một cái nữa. Cái đó là một cách làm. Cái làm cách thứ hai nè. Để làm cái hình này đi. 1, 2, 3. Cái đó là một cách làm HDR. Okay. Cách thứ hai nữa là mình có thể chọn 3 cái và mình có thể vô File Export with Preset HDR Effect Pro. Cái này free. Dùng cái này okay. Cái plug-in. Plug-in. Rồi ha. HDR Effect Pro. Cái thằng này nick free, nó cho mình free đó. Của Google free. Mình chỉ download nó xuống. Download thôi, yeah. Install thôi. Yeah. Free. Tất cả những cái Peter hướng dẫn mình là. Tại vì em nghĩ là em có cái version Lightroom 5 á, cho nên em nghĩ là em không có cái preset mà anh mới hướng dẫn. Dạ yeah, đúng rồi. HDR. Thì bây giờ em dùng cái HDR Effect Pro 2. Chọn nó. Nó sẽ lên cái hộp. Tùy theo những có những cái loại HDR mình ráp bằng thằng Lightroom là ok rồi, nhưng mà cũng có nhiều cái loại HDR mình ráp bằng cái thằng Nick Effect nó chạy, và cũng có nhiều cái HDR ráp bằng thằng Photomatic đẹp. Ăn thua là mình xài một thời gian mình thích cái nào. Peter thì không có dùng cái Photomatic, Peter cảm thấy hai cái này là nó đủ cho Peter. Tại mình em thì không có xài cái Photomatic, yeah. Nó có nhiều feature hơn. Máy còn chạy không? Dạ vẫn còn chạy. Rồi, thì khi mà mình dùng cái HDR Effect Pro nó lên cái hộp này. Ok, cái hộp này nó cho mình thấy ba cái hình nè. Trừ hai khẩu nè, đúng không? Hình số 0, hình cộng 2, trừ 2 nè. Và đây là cái hình ở giữa. Ok, preview. Nó tối. Ok. Alignment là cũng giống như là cái hồi nãy ở bên kia nó cho mình cái auto align á. Thì mình cũng check là alignment. Thì nếu mà cái hình mình nó có nhúc nhích chút xíu thì nó auto align. Thứ hai nữa là ghost deduction nè. Nếu mà cái hình mình mà nó có lung lay nhiều thì mình chọn nó. Ha. Thì Peter lúc nào cũng chọn nó. Đó. Và khi cái system này nó cho mình chọn và nó nói mình là dùng cái tấm nào để làm cái ghost reference, tấm nào là chuẩn nhất, thì Peter lúc nào cũng thích chọn cái tấm ở giữa. Còn mấy tấm kia đấy mình nói như là giữ cái tấm giữa cho tao, hai tấm kia mình nhích làm sao đó cho nó vô tấm giữa. Ok, thì đó là như vậy. Nhưng mà có nhiều trường hợp nếu mà mình muốn mình cũng có thể chọn một trong hai cái hình kia. Ok, và khi mà mình chọn ghost reference thì mình có thể chọn cái 100% hay là 80 hay bao nhiêu, Peter cứ thể 100% là Peter thấy ngon rồi. What's the difference between alignment and ghost? Cái gì? The difference between alignment and ghosting. Ghosting á, nó là cái bóng, có nghĩa là cái ghosting. Ok, ví dụ như trong cái nhà thờ đó nó có cái quạt.
cái quạt nó quay thì nó sẽ tạo ra cái ghosting. Thì là bấm 3 tấm thì trong lúc 3 tấm á, thì cái quánh quạt nó quay á, thì cái tấm đầu nó cái cánh quạt ở đây, cái tấm thứ hai cánh quạt ở đây, tấm thứ ba cánh quạt ở đây. Cái đó là gọi là ghosting. Còn cái Peter chụp mà nghi vậy là alignment. Nhưng mà nếu 3 tấm HDR như vậy thì ghosting là cái chỗ nào? Trong cái hình này thì bây giờ mới nói, trong cái hình này không có ghosting, không có moving, không có moving. Nhưng nếu trong cái hình này mà có cái quạt hay là có cái đèn cầy, cái đèn cầy, cái lửa, đèn cầy đâu có đính đâu, nó flicker. Dư chụp thì lúc nào cái đèn cầy này nó cũng một là nằm bên này, hai nằm bên này, nó flicker. Thì dư chụp vậy, cái đó nó sẽ tạo ra cái ghosting. Thứ ba là thí dụ có những cái tấm hình chụp mà có người đúng rồi đi đi quay lại, đúng vậy. Peter có một cái tấm hình ghosting, ghosting. Yeah. Ok, để sau cái này đi rồi nhắc lại lát bây giờ coi. Lúc mà Peter chụp á, có một cái ông Mỹ bên này, Peter đứng đây, ổng đứng đây. Lúc Peter chụp cái ổng bước như vậy, nhìn lại ba hình á, một hình là ổng đứng đây, một hình ổng đứng đây, hình ổng đứng đây. Thì lúc mà Peter ráp lại, Peter chọn cái lúc mà ổng đứng đây, còn hai cái hình kia nó bỏ ổng ra. Bỏ cái mũi. Ôi, nó cho mình chọn. Đây nè, nó cho mình chọn. Ghosting, mình chọn. Mà mình chọn cái hình chuẩn. Ồ, mình chọn cái tấm nào đó. Yeah. Mình chọn cái tấm nào. Nào mình muốn. Ví dụ như trong cái hình này mà nó có một cái người. Một cái người đi, có một cái người đang đứng đây ha. Cái lúc mà video chụp á, cái đầu của họ quẹt qua đây. Thì á, lúc ở đây mình nói là tôi muốn cái hình mà cái đầu ở đây, thì lúc đó mình chọn cái hình nào mà nó có cái đầu đó, còn hai cái hình kia á, nó có cái đầu á, nó không lấy. Yeah. Remove. Nó remove, đúng rồi, nó remove luôn. Nó không lấy vô. Yeah. Có nghĩa là nó chọn cái tấm mà mình muốn đẹp nhất trong ba tấm. Và hai tấm kia nó forget cái chỗ đó, re-ghosting. Yeah, còn alignment là nó align ba cái hình của mình, đè lên nhau 100% luôn. Cái system nó rất là hay. Ok. Chromatic thì là nó cho mình chỉnh cái chromatic thì luôn. Khi mà hình nó alignment là nó align xong nó tự động nó crop luôn. Đúng rồi, nó crop. Yeah. Cho nên cái hình mình về nó sẽ crop mà mới crop một tí xíu. Yeah, nó crop. Ok, rồi cái này mình bấm create. Khi create này nó sẽ ra một cái hình. Và cái HDR này nó hay cái là nó cho mình những cái preset. Còn cái thằng Lightroom là nó cho mình một cái hình raw. Yeah. Còn cái thằng này nó cho mình những cái preset để mình chọn. Thì nó cũng có cái hay riêng của nó. Ok. Thì mình chọn ngay bên này, ví dụ như bây giờ làm nhanh cho các bạn coi. Chúng ta hết giờ. Đó, nó đang tạo đó. Và cái software này free. Đó, nó tạo ra, thấy không? Nó tạo ra, thấy không? Ok. Và bên này nó có preset nè. Thì á, Peter hay dùng cái, một là nó gọn dùng cái deep nè. Thấy không? Đẹp không? Yeah. Contrast. Hai là dùng cái detail nè. Ok. Ba là dùng cái, trong này nó có một cái Peter cũng thích lắm, bright nè. Cái black and white thì sao? Hoặc là mình dùng cái black and white nè. Black and white hay. Hay, đúng không? Nếu muốn thì là Peter làm cái black and white, tại bên kia nó có. Hoặc là structure. Thấy không? Structure hoặc là soft. Ok. Đó. Nhiều ghê ha. Nó nhiều lắm. Preset thì dùng cái thằng preset này là đủ xài rồi. Preset là đủ xài. Cái này câu hỏi hay hơn Lightroom nè anh. Lightroom thì tùy thôi. Tại Lightroom là cái này nó nhiều chọn lựa quá, mình khỏi chỉnh Lightroom. Đúng rồi, bây giờ you guys muốn cái nào? Chọn đi. Chọn cái hồi nãy cái trên cái màu. Giờ Peter chọn nha, rồi you guys nói stop nha. Ờ, cái này hay. Cái này là hay là bright sáng quá. Black and white. Black and white đó, anh thấy black and white. Rồi, là anh đi xuống nó có thêm một cái black and white nữa. Black and white nhìn nó more deep. Cái này là artistic nè. Cái này là artistic. Chơi này không? Dạ. Rồi. Nhìn nó có vẻ thì khi mà mình chọn cái này á, mình chọn cái này á, mình có thể làm thêm bên này. Yeah. Nhưng mà nếu mà mình muốn không có làm gì bên này hết thì mình chọn save thì qua bên Lightroom mình làm. Ok. Nhưng mà ở bên này á là mình sẽ làm. Ok. Thì nên sẽ làm. Nhìn nó cổ kính mà nó. Rồi. Ma quái á, nhìn có vẻ giờ nhìn nó xô nhà thờ mà kêu ma quái. Không, nhưng mà khi em nhìn vô cái khung cảnh nhà thờ chụp mà nhìn mình có feeling đúng rồi, một cái quái trong nhà thờ. Okay, yeah. Rồi, expose rồi cho sáng lên chút. Rồi. Contrast này hơi đó, Peter thích mạnh hơn chút, contrast chút. Thấy không? Cái white này cho sáng hơn. Sáng hơn đó. Đó, rồi cái black này cho black hơn. Đó, structure. Structure là gì? Structure là cái độ mà gắt tạo. À. Kiến thức, cái cấu tạo của nó.
cái gắt cái nào, nếu mà lên structure này nó gắt cái hình, đúng không? Xuống structure là nó không mềm cái hình. Structure nó giống như là clarity ở bên Lightroom mình á. Ok. Giả tỷ như có architecture thì mình cần nhiều structure. Ha. Còn nếu mà chân dung á mà mình phải hạ structure. Chân dung mà nhiều structure thì là mặt ai cũng rõ hết. Ha. Còn ở đây á là tại vì á cái structure, cái architecture nó có nhiều cái gạch này, nó có nhiều những cái đó. Nè, nó có nhiều những cái vân, nó có những cái, thì mình cho cái structure cao lên. Ok. Color nó cũng ảnh hưởng trắng đen nữa. Ok. Trong cái này mình đừng có đụng nó. Rồi. Cái này cũng không làm gì hết. Rồi, ok, giờ save. Save nó sẽ tạo cho mình một cái file mà trong cái hình này nó tạo mình không phải là file raw mà là file tiff. À dạ, tiff file. Ok, tiff. Rồi từ đó mình làm việc thêm. Thằng này nó create tiff file. Đó, nó ra mình một cái file này. Trắng đen. Đúng không? Mà cái file này là file file tiff, thấy không? File tiff nè. Đúng không? Đó. Ok. Và với file tiff á là mình không có làm cái lens correction nữa. Thấy không? None, thấy không? Không có để ta. Thấy không? None. Tại vì nó làm nó không phải là raw nữa rồi. Nếu mà mình làm cái DNG. Cái đi à, nếu mà mình làm cái nick á thì mình phải chọn ba cái hình đó lens correction trước rồi mình mới luyện qua cái nick. Còn khi mình làm nick xong hoàn lại là nó nên remove cái exit nó remove data. Đi, nó remove cái exit nó không có. Tuy nhiên mình muốn chọn nữa cũng được, ok. Cái này là Peter chỉ muốn point out cho các bạn thấy thôi. Ok, nhưng mà cái hình này thì mình cũng chẳng cần. Rồi bây giờ mình làm thêm. Lấy đen. Lấy trắng. À, như cái hình này á là các bạn thấy nó không phải là 32 bit. Nè. Kéo lên có 5 à. Ok, nó thua cái thằng Lightroom. Cái thằng này nó trong mình cái thiếp nó 16 bit cộng lên cộng trừ 5 mà. Cho nên cái độ mà chỉnh của cái thằng nick này nó không có bằng cái độ chỉnh của cái file mà Lightroom. Ok, tuy nhiên nó tiện lợi cái là nó cho mình preset, mình cái đã preset biết mình đúng rồi. Đúng rồi. Còn cái Lightroom là giống như vô là open Lightroom space. Là mình phải hiểu, yeah, mình phải hiểu mình làm cái gì. Đó, ok. Ok, hết giờ. Ok, rồi. Nhanh nhanh cái này một cái là xong. Đó, ví dụ vậy, thấy không? Huyền bí, thấy không? Đó. Yeah, nhìn nó huyền bí, đúng là dùng cái từ. Đó, ví dụ vậy, mình vẽ thêm mấy cái radio filter vô những cái chỗ cần thiết. Thấy không? Ngược lại, mình có thể radio filter vô cái chỗ này. Cái ánh nắng mà nó reflect trên cái trần nhà quá hay. Dạ. Yeah. Dạ, cái nếu mà em chụp nhìn mà không có SLR, yeah, nó không có mất hết mấy thấy cái này. Cái đó, yeah, nó mới độc đó. Đó. Và nè, thấy cái shadow này không? Dạ. Yeah. Thấy không? Nếu mà không có SLR mình sẽ không có, mình sẽ mất hết tất cả những cái shadow. Và cái shadow nó mới là cái hay của cái tấm hình. Ok. Và bây giờ mình tạo ánh sáng bằng những cái radio filter giống như nãy Peter nói đó, mình tạo ánh sáng. Ok, mình muốn chỗ nào sáng thì mình tạo, mình muốn chỗ nào tối thì mình tạo. Ví dụ như Peter làm thêm cái vòng đây. Ok. Đó. Tạo thêm một cái. Rồi, bây giờ mình làm cái này nữa. Có một cái trick này nữa là trắng đen á, nhiều khi á Peter hay thích để nó trừ clarity rồi mình tô clarity vô cái chỗ mình cần thiết. Ok. Tức là tuần sau là anh để clarity trừ là trừ cho tất cả tấm hình trước cái đã. Trừ cho tất cả tấm hình cái đã. Đúng. Nhưng mà trong cái hình này thì mình nên có hết tại vì nó nhiều clarity. Nhưng mà làm trắng đen mà chân dung á là Peter hay làm cái mà trừ clarity trước rồi mình cho clarity vô cái chỗ cần thiết. Oh. Thì cái hình nó lung linh hơn. Ok. Và bây giờ cái hình này một là mình cho nó đen tí nữa, hai là không vậy được rồi. Detail lấy nét một chút. Xong rồi đó. Yeah. Nhìn cổ kính.
Bây giờ anh thử để một cái tấm đó, cái tấm màu để lên nhìn có hai cái nào nó siêu. Cái tấm mà anh làm màu và một cái tấm trắng đen hồi nãy mới create lên. Trắng đen đẹp. Cái này trắng đen crop. Đẹp hơn không? Cái này chưa crop. Dạ, yeah, nhìn trắng đen. Nhìn cái trắng đen thì nhìn nó mo. Đúng rồi. Cái feeling nhìn nó hay. Attractive hơn. Nó ba chiều hơn. Phải không? Dạ, yeah, thật á. Nhìn nó mo cái giống như mình nhìn giống như nó là huyền bí đó, mình nhìn cái feeling của mình trong cái tấm hình đó. Còn cái tấm kia nó chỉ màu thôi, mình không có cái feeling trong cái tấm hình nữa. Có feeling trong đó được anh biết. Vậy là tấm hình anh chụp ra nhà thờ cũng feeling đó. Anh nhìn cái hình trắng đen khác hồi nãy thì ma quái giờ feeling huyền bí đó. Đó. Rồi đó, thấy không, một hình trắng đen à, một hình SGR màu trắng đen. Thì theo cái này á, theo cảm giác của em á, nếu mà hai cái hình này mà đem ra mình để gọi là chụp ảnh để mình triển lãm đi thì bảo đảm em theo cái ý em thấy cái tấm trắng đen thì em thấy nó more attractive hơn là okay. Cái tấm hình đúng. Mà màu đúng thì đó. Cái trắng đen với cái màu là cái cảm nghĩ của những riêng của mỗi người, mỗi cái gọi là artistic của mỗi người đó, thì không có cái nào là đúng hết mà cũng không có cái nào là sai hết. Cái nào nó cũng có cái đẹp riêng của nó. Cái này thì huyền bí, tại vì mình lấy hết màu ra rồi, mình chỉ còn lại có hai màu sắc trong đó thôi, thì nó bắt mình phải nhìn những cái detail. Nó bắt mình nhìn phải, nó đâu, cái hình này đâu có bắt mình nhìn đây, trong khi cái hình này nó bắt mình nhìn đây, tại vì nó nhiều màu. Cái hình này nó đâu có bắt mình nhìn đây, trong khi cái hình này nó bắt mình nhìn đây. Cái hình này nó lấy hết màu ra rồi, nó chỉ cho mình nhìn cái nội dung thôi. Yeah. Nội dung thôi. Cho nên con mắt của mình wonder. Mình wonder, mình tìm. Dạ, yeah, mình tìm coi ở trong góc này có cái gì, trong góc này có cái gì, trong góc này có cái gì. Bên này thì mình enjoy cái kiểu khác là cái stained glass này nó làm công phu quá. Thấy không? Mystery. Đó. Rồi ở trong này nó có những cái khắc nè, nó rất tò mò. Thì đó, đó. Cái trắng đen này nó tạo cho mình cái sự tò mò, hoặc là cho mình nhìn, tại vì mình không có màu để mình nhìn, mình chỉ có trắng và đen. Đó. Như vậy thì nếu anh chụp landscape á, thì cái SDR với lại cái mà một cái hình mình chụp không rồi mình chỉnh màu, thì cái advantage của SDR nếu mình chụp landscape nó nhiều hơn không? Tại giống như hồi nãy anh nói, nếu mình combine là mình có nhiều data, nhiều cái dynamic range thì mình có thể đúng. Chỉnh màu và nó hay đúng. Hơn. Landscape nếu mình chụp được SDR vẫn nên. Cũng vẫn nên. Nhưng mà trong landscape á, mình có nhiều cái cách khác để mình làm hơn. Ví dụ như mình có filter. Ok, thì mình không cần dùng HDR. Ok, mình có cái filter gọi là Grad Natural Density thì mình dùng. Thông thường là HDR nó rất là tốt cho architecture. Ok, ngoài landscape thì ít dùng HDR hơn. Tuy nhiên cũng có nhiều lúc Peter dùng HDR cho landscape. Yeah. Đó, thì nếu mà mình không dùng HDR thì không bao giờ mình có cái detail này. Bảo đảm luôn. Không bao giờ mình có những cái này. Nếu mà mình có giờ để Peter làm một tấm không HDR đi, để mình compare luôn, mà nhanh thôi. Ok, tấm này là tấm không HDR nè, đúng không? Giờ mình làm nhanh nha, để mình compare. Làm những cái mình đang làm đi. Standard, rồi. Rồi. Rồi ví dụ vậy là tương đối là mình cũng làm những cái đơn giản thôi. Nếu muốn nữa thì mình tô. Nè bây giờ nếu mà Peter tô cái này á, không thể nào mà nó đẹp được. Mà nếu mà Peter tô sáng lên á, là cái này nó sẽ bị rỉ rổ. Đúng, in ra không đẹp. Mấy cái shadow bị noise lên. Shadow bị noise lên, đúng. Exactly. Tăng cái exposure lên. Yeah. Yeah. Tại vì mình phải nâng nó lên.
Rồi bây giờ ví dụ vậy đi. You thấy cái connect friend liền à. Which one you like better? HDR, of course. Cái này nó nhìn nó shadow đen thui à. More detail. More detail. Nguyên cái khúc này nè, nhìn nguyên khúc này nè, nguyên cái khúc này. Đúng không? Thấy khác liền. Khác hẳn nè, thấy không? Bây giờ vậy, để Peter làm cái... Để Peter bỏ cái này. Đó, giờ thấy không? Cái này á, cái bên kia nó sạch hơn nhiều. Nếu mà Peter zoom lên á, là cái bên kia nó nhìn đẹp hơn bên này nhiều. Ok. Rồi màu sắc nó đẹp hơn. Nguyên cái khúc này nè, giờ thấy không? Detail đây nè. Trong này detail, trong khi cái này đen thui à. Muốn nâng lên cũng được, mà nâng lên là hơn hết. Ok. Hai cái tượng nè, tượng Đức Mẹ nè, bên này á là chi tiết đen thui à. Bên này có rất là nhiều chi tiết nếu mà zoom lên. Những cái đèn cầy ở bên này nó rõ từng cái cục đèn cầy luôn. Trong khi nguyên cái đống này nó thành một cục đen. Ok. Cho nên á, một cái tấm hình mà trong cái giai đoạn, trong cái này á, mình làm một tấm hình này không có bao giờ bằng cái hình đó được, không bao giờ. Bên này á, là mình có data rất là nhiều để làm. Thứ hai nữa, nó có một hiện, nó hiện lên một cái thể hiện giống như nãy mình nói á, là những cái shadow này nó hiện lên là đẹp, thấy không? Bên này nó không có. Ok. Những cái vách đá này nó hiện lên cái vân của đá luôn. Nãy cái màu của cái tiền á, dạ. Dạ, nè mấy cái vân của đá là đá này nó có vân. Ok. Bên này á, đá này, cái vân này nó chết luôn rồi. Vân này giờ là gọi là vân, dân là noise rồi. Ok. Dựa trên cái hình, hai cái hình là cái hình này chi tiết nhiều hơn và cái hình này in á, mình nhìn đã hơn nhiều. Cái hình này in ra không ra được chi tiết gì hết. Đó. Cái đèn cũng vậy, hai cái đèn này nó rất là chi tiết, hai cái đèn này rất chi tiết, cái đèn này nó bị mushy hết rồi. Ok. Cái này nè, nguyên cái khúc này nè, chi tiết, trong cái này nó nguyên vịt đen. Thấy nguyên cái này không? Thấy luôn cái mặt, thấy luôn cái áo màu xanh. Cái này chỉ là đống đen. Dự quyết định muốn làm SDI đi. Là mấy cái viền đỏ, thấy không? À, mấy cái viền đỏ nè. Thấy nổi lên. Mấy cái viền đỏ nè, thấy không? Nổi hết, bên kia tối thui. Bên này tối thui à. Dự thấy cái viền đỏ này nó có cái chấm xanh không? Bên này, nếu mà không nói cũng không thấy luôn. Có nghĩa là bên này nó mất chi tiết rất là nhiều, trong khi cái này nó lên chi tiết rất là nhiều. Cái lợi hại của nó, trong cái hình này mình nhìn nhiều thứ hơn. Trong cái hình này, nếu mà cái hình này nhiều, nhiều detail hơn. Viền đỏ nè, cái hai cái hình này nè, hai cái hình này đang thui à, thấy không? Ok, cái cửa sổ này nè, đẹp, thấy không? Cửa sổ này, so what à. Hai cái hình này không thấy luôn cái mặt luôn. Không thấy luôn nè, ở đây bị cháy luôn. Trong khi ở đây nè, xanh nè, có mặt luôn. Hai cái mặt luôn, hai cái tượng luôn, cái mặt này không có. Ok. Cái màu đỏ này cũng không đúng nè, cái màu đỏ này bị mushy rồi. Màu đỏ này nó còn vẫn chi tiết. Những cái đá ở bên này, những cái đá bên này nó còn vân. Những cái đá bên này là nó bẹt hết rồi. Thì cái lợi hại của cái DHDR là như vậy. Khi nào mà anh em mình mà đi chụp hình á, mà đi vô trong những cái như vậy á, là mình nhớ là mình bật HDR mình chụp là về là ngon lắm. Bật HDR cho máy, tất nhiên là để nó tự động nó làm luôn cho máy, hay là mình phải chụp xong rồi mới về mình không đích lại? Trong máy này mình chỉnh để mình chụp, mình bấm một cái nó chụp 3 tấm hình luôn, automatic. Mình chỉnh sẵn trong máy, nó chỉnh trong máy, chụp một lúc 3 tấm cho mình tịch. Nhưng mà có cái máy nào mà... Nó có hai cách. Một là nó tự động nó merge trên trong máy. Đúng rồi, đúng rồi. Lấy 3 tấm về anh làm. Thì theo anh cách nào? Merge trên trong máy luôn. Có 3 cái về mình làm, mình sẽ ý. Nó hay hơn. Ồ, làm theo ý. Anh dùng cái auto cắt kịch á, mới trong máy thì nó làm sao mình đúng rồi, anh chụp cái auto cắt kịch. Ok, còn 15 phút mình question đi hả? Question với lại tuần sau mình muốn làm cái gì thì lên chương trình. Cái hình mà anh chụp cái cầu thang đó rất là hay. Cái cầu thang hoàn toàn là thấy có không có một cái gì nó support, nó đi từ dưới lên trên luôn. Đúng vậy. Cái cầu thang này để Peter coi cái hình HDR. Chân dung mới nên chụp HDR mà. Chân dung không, chân dung thì không rõ quá, chân dung thì không nên ta đi chân chân dung thường thường là vào lúc muốn dạ người ta còn muốn rồi đúng rồi, lái xe không 15 tiếng rồi. Wow, xa dữ vậy đó. Each way á, New Mexico Santa Fe. Đây nè, 15 tiếng coi như gần như ngày luôn.
Oh yeah, Peter lái từ 9 giờ sáng mà tới đó, tại vì đi rồi ngừng này kia là check in your hotel là 11:45. Wow. Lái luôn á, lái liên tục á. Rồi ngày hôm sau á, ngày hôm sau là 8 giờ dậy, lái về tới đây, ngày hôm sau thì ngừng ít hơn. Về tới đây là cũng phải 11 giờ. Đi xong mới sau về liền. Không, ngủ xong, ngủ hai đêm đó. Ngủ đêm hả? Ngủ hai đêm đó. Đi đi sáng thứ năm, tới đó là tối thứ năm, vô ngủ. Ngủ sáng thứ sáu, chơi nguyên ngày ở thứ sáu. Xong rồi tính là chơi nữa nhưng mà coi như cũng hết rồi. Thì là sáng ngày hôm sau là sáng thứ bảy là bắt đầu về, tại vì muốn chủ nhật rảnh để cho vợ con nghỉ ngơi rồi ngày hôm sau đi làm á, thì thứ bảy về. Thì lái, wow. Lái xong về đổi xe luôn. Nhưng mà trên đường lái thì cũng vui. Đây là cái câu chuyện của cái cầu thang này. Thì cái cầu thang này cũng là, nè, mình chụp nè, tối nè, thấy không? Để mình lấy cái này. Cửa sổ. Ok, cửa sổ. Wow, này mới cái sổ này. Khoan, để coi hình đó. Ba tấm đó, ba tấm nè. Nè, 1, 2, 3. Không thấy cái cầu thang nhúc nhích đúng không? Nè, thấy không? Cầu thang không nhúc nhích. Đó, thì sẽ ráp ra được cái hình này. Ok. Như vậy cái cầu thang này nó build là nguyên một cái miếng từ trên xuống dưới là solid luôn. Không, nó build từng bước từng bước. Nhưng mà nó không có cái trục, nè thấy không có cái trục giữ. Không có trục cái giữ. Không có cái được, trục mà nó dựng được. Dạ. Yeah. Cái này là một cái cho mình leo lên được không? Không, nó vẫn hoạt động tới ngày hôm nay nhưng mà không cho tourist leo lên. Yeah. Nhưng mà nó vẫn cho người ta mướn giống như là wedding á, nó hạn chế. Nhưng mà nó có hạn chế cái quay cái người bước lên. Ví dụ như không, nó không là quay, nó không là hạn chế người bước lên. Peter thấy có nhiều cái hình nó chụp mà đám cưới á, thấy con chừng hai cặp đứng. Hai cặp Mỹ hạn chế bao nhiêu người trên cầu thang một lần. Có nghĩa là nó sẽ hạn chế bao nhiêu người. Và thứ hai nữa là nó hạn chế tại vì tourist mà cả triệu người mà đi là nó hư liền. Gãy. Hay á. Có nghĩa là ngày hôm đó là nó rào ở đây. Mình chỉ đứng đây mình chụp thôi, mình cũng không có được leo lên. Nhưng mà cái chỗ này á là cái chapel là nó làm lễ đám cưới, cho nên những cái cặp đám cưới á thì là họ vẫn được cho cặp đám cưới lên. Ưu tiên. Nhưng mà ưu tiên là nó kiếm tiền lấy chặt tiền đó mà. Thì thấy cô dâu chú rể vẫn đứng mà người ta vẫn có, nghĩa là cái cầu thang này vẫn hoạt vậy động. Lúc anh đi vô đây chụp hình mình có phải trả tiền để mình đi có vô? Chứ có. Oh. Có trả 15 đô một người, con nít thì free, coi như là hai vợ chồng 30 đô. Nhưng mà it's worth it to me, it's một cái kỳ diệu á, gọi là kỳ diệu á. Yeah. Không hiểu làm sao mà họ làm được cái cầu thang này mà không đinh không ốc nha. Mình nhìn không một dấu đinh, một con dấu. Vậy là chỉ có clue thôi hả? Không biết sao nó ráp sao, không biết nó ráp đục đẽo sao á. Đinh ốc là bằng gỗ. Dạ, đinh ốc bằng gỗ. Dạ, đinh ốc bằng gỗ. Dạ, đó, làm giống tủ bên Nhật á. Làm bằng gỗ, tại nó đẽo gỗ ra thành mấy cái đinh. Thì là đinh mà là đinh bằng gỗ, mình gọi là đinh, mình tưởng đinh là bằng sắt. Ốc bằng sắt thì được. Coi như là không mục, không bao giờ mục. Không bao giờ mục. Gỗ đóng vô là đóng mục. Thì đó. Đinh nó còn reset. Dạ. Hay ha. Mà tùy gỗ chứ. Mà cái này là 360 độ. À, hai vòng, một vòng cung, hai vòng cung ha. Và 33 bước. Tượng trưng cho tuổi Chúa Giêsu chết đóng đinh đó. Thì cái người ta nói là cái cầu thang này là một trong những kỳ diệu, và người ta tin là tới ngày hôm nay là ông Thánh Giuse là hiện về để làm cái cầu thang này. Tại vì cái lúc mà người ta kêu thợ mộc để làm cái cầu thang này, không ai cũng bó tay, không cách nào làm được. Lý do tại sao phải làm cái cầu thang này mà không làm cái cầu thang bình thường là tại vì cái nhà thờ này á, nó nhỏ như là cái nhỏ như là cái warehouse này nè, từ bên này qua bên này. Thì bây giờ nếu mà làm cái cầu thang bự á, thì nó chấm hết nguyên một cái nhà thờ rồi. Cho nên họ phải tìm cái cách làm một cái cầu thang nào, nếu mà làm cái cầu thang dựng lên giống như là thợ mộc, thợ mà ngồi vẽ vậy thì mấy nữ tu làm sao đi lên. Nữ tu mà, ở đây nữ tu. Ừ. Thấy không? Cho nên á, người ta phải suy nghĩ ra cái cách nào làm một cái cầu thang mà diện tích nhỏ mà lại là dễ cho nữ tu đi. Xuân. Thì không ai làm được hết. Cuối cùng ra là cái này là cái chuyện kể lại, thấy không? Thì người ta tin là ông Thánh và làm cái cầu thang này. Nhưng mà họ không nói cái tên cái người build cái cầu thang này là không biết. Ồ, không biết. Có nghĩa là nữ, cái chuyện huyền thoại là nữ tư cầu nguyện là
bây giờ bó tay rồi, kêu bao nhiêu thợ mộc tới, không có ai làm được cái cầu thang để đi lên đây, để cho mấy bà sơ lên đây hát. Thấy không? Nữ tu lên đây hát. Không có cách nào lên hết. Lúc mà xây cái nhà thờ này xong, cái người mà thiết kế cái nhà thờ này xong á, không có biết thiết kế cái cầu thang. Thì mấy nữ tu nói chết rồi, bây giờ không cầu nguyện. Xong cái một hôm có một ông tới, đi con lừa tới, có mấy cái đồ đằng sau con lừa á, xin việc làm. Thì xin việc làm thì nữ tu thì không có đàn ông, thì có một người như vậy thì cũng tốt. Thì mời các ông đó vô làm, thì các ông đó vô thì mới nữ tu mới nói là tụi tôi không có cách nào đi lên đó. Cái ông nói tôi làm cho. À, cái này cái câu chuyện tôi làm cho. Các ông mới bắt đầu ổng